bếp Phước Hưng và Hồng Thanh mến chào quý vị đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Chào Phước Hưng. Chào Hồng Thanh. Phước Hưng ơi, hôm nay Hồng Thanh thấy là trong nhà bếp của mình á có cái cải bó xôi này nhìn rất là xanh non luôn đó Phước Hưng. Đúng rồi đó, tại vì hồi sáng Phước Hưng đi ngang chợ thấy rau rất là ngon nên phải mua một bó cải bó xôi đem vào đây. Ngày hôm nay chúng ta đã có sẵn rau bó xôi rồi, Phước Hưng sẽ hướng dẫn cho quý vị món ăn của ngày hôm nay luôn. Phước Hưng biết không, Hồng Thanh nghe rất là nhiều người nói đến một cái loại rau tên là rau chân vịt mà nghe nói rất là tốt, ăn vừa ngon mà lại tốt cho sức khỏe, mà nhất là ai mà bị bệnh thiếu máu á thì ăn cực kỳ có lợi luôn. Hồng Thanh không biết là cải bó xôi thì có phải là rau chân vịt hay không? Cải bó xôi ngoài ra nó còn có một cái tên đúng là rau chân vịt, nhưng mà ngoài tác dụng của Hồng Thanh nói thì rau chân vịt rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta nữa. Như vậy thì hôm nay là Phước Hưng sẽ làm một món ăn với lại phần cải bó xôi này đúng không? Đúng rồi, vậy thì ngày hôm nay Phước Hưng sẽ hướng dẫn cho tất cả quý vị khán giả cũng như là Hồng Thanh một món ăn từ cải bó xôi, đó là món cải bó xôi xào thịt. Và để thực hiện món cải bó xôi xào thịt cho khẩu phần 4 người ăn thì chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau: 250g cải bó xôi, cà rốt, 100g thịt nạc dăm, mè rang, củ cải trắng mài nhuyễn, hành tím và tỏi băm, một số gia vị thông thường và nước tương phú sĩ. Công đoạn đầu tiên thì Phương sẽ hướng dẫn cho quý vị, chúng ta sẽ xắt cái phần thịt nạc dăm này ra thành từng cái lát mỏng. Chúng ta sẽ cắt lát mỏng thôi để khi xào thì thịt sẽ mau chín và ăn nó sẽ ngon hơn và thấm gia vị hơn nữa. Bây giờ Phước Hưng sẽ hướng dẫn cho quý vị, chúng ta sẽ ướp cái phần thịt này. Nêm vào đây là một muỗng cà phê hành tím và tỏi băm, một muỗng canh củ cải trắng mài, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon và một ít tiêu. Hưng ơi, lần đầu tiên Hồng Thanh mới thấy ướp thịt mà ướp với lại củ cải trắng mài, không biết là có tác dụng gì không ha. Và đây cũng là một cái mách nhỏ cho quý vị khán giả nhé, chúng ta nên ướp thịt với một muỗng củ cải trắng mài để cho hương thơm của món ăn của chúng ta sẽ ngon hơn và lạ miệng hơn. Bây giờ thì phần thịt Phước Hưng đã ướp xong, trong khi đợi thịt thấm thì Phương sẽ hướng dẫn cho quý vị chúng ta sẽ sơ chế tiếp tục là cà rốt và cải bó xôi. Phần cà rốt này thì quý vị chúng ta bào vỏ cho thật sạch, Phước Hưng sẽ cắt sợi. Tiếp tục thì cải bó xôi này thì quý vị cũng như vậy, chúng ta sẽ cắt bỏ đi cái gốc của bó xôi và chúng ta cắt khúc khoảng 5cm. Bây giờ thì tất cả các nguyên liệu của chúng ta đã sẵn sàng, Phước Hưng sẽ hướng dẫn cho quý vị chúng ta sẽ pha cái phần nước chấm để ăn kèm với cái món xào này. Cho vào đây là 1/3 chén nước tương phú sĩ, 1 muỗng canh củ cải trắng mài, 1 muỗng cà phê mè rang giả dập. Hưng ơi, tại sao mình phải giả dập mè rang vậy Hưng? Và đây cũng là một cái lưu ý cho khi quý vị làm nước chấm nha, chúng ta nên giả dập mè rang để nước chấm của chúng ta có vị béo và mùi thơm của mè. Rất là hay, quý vị đã kịp ghi nhớ chưa nào? Chúng ta sẽ giả dập mè rang để nước chấm sẽ có mùi thơm và vị béo của mè. Chảo cũng đã nóng, Hưng sẽ cho vào chảo khoảng 2 muỗng canh dầu ăn để chúng ta xào thịt. Hưng sẽ cho vào đây 1 muỗng canh hành tím và tỏi băm. Tiếp tục thì Hưng sẽ cho hết các phần thịt vào đây. Quý vị hãy ghi nhớ thứ tự của từng nguyên liệu nha. Hưng sẽ cho vào chảo một ít nước để cho thịt của chúng ta sẽ được chín đều hơn. Khi thịt đã vừa sang, tiếp tục Hưng sẽ cho hết các phần cà rốt mà đã cắt sợi vào. Thịt cũng như cà rốt đã vừa chín tới, Hưng sẽ cho hết các phần cải bó xôi vào đây. Rất là thơm luôn Phước Hưng ơi, nhìn cái chảo rau xào nhìn rất là mát mắt luôn. Rau xanh non rất là đẹp. Phước Hưng sẽ hướng dẫn cho quý vị chúng ta sẽ nêm vào cái món xào này. Hưng sẽ nêm vào đây là 1/2 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon, 1 muỗng canh nước tương phú sĩ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ sóc đều lên. Và đây là một cái lưu ý cho quý vị khán giả nhé, cải bó xôi rất là nhanh chín nên chúng ta đừng xào quá lâu. Một cái lưu ý nhỏ thôi nhưng mà rất là hay đúng không quý vị? Quý vị hãy ghi nhớ là bởi vì cải bó xôi mau chín cho nên chúng ta sẽ không xào quá lâu. Cải bó xôi cũng đã chín, bây giờ Hưng sẽ tắt bếp. Bây giờ chúng ta sẽ cho ra đĩa nha. Tiếp tục cho lên đây một nhánh ngò nè và ớt nè. Cho lên đây một ít mè rang nữa. Nhưng mà chưa xong được đâu Phước Hưng ơi, bởi vì quý vị khán giả bây giờ vẫn chưa có thể hình dung được mùi vị của món ăn này như thế nào đó nha. Phước Hưng biết rồi. Chấm cho Hồng Thanh một ít nước chấm nữa nè. Rồi, quá là hấp dẫn luôn. Cảm ơn Phước Hưng. Với cái món xào này thì làm thịt
chín mềm, rất là thấm gia vị, ăn rất là đậm đà, thơm ngon. Còn cải bó xôi thì là chín tới, vừa đủ mềm nhưng mà vẫn giữ được độ giòn. Và đặc biệt là kết hợp với lại vị của nước tương được pha chung với lại củ cải trắng mài, rồi thêm những cái hạt mè rang được giả dập, cho nên là có một cái mùi béo béo, thơm thơm, bùi bùi, rất là hấp dẫn luôn đó quý vị ơi. Cảm ơn Phước Hưng bởi vì hôm nay đã chỉ cho Hồng Thanh cũng như quý vị khán giả một món xào rất là thơm ngon mà lại làm trong tích tắc rất là nhanh chóng như vậy luôn. Và Phước Hưng tin rằng là tuy là một cái món ăn này rất là đơn giản nhưng nó sẽ góp phần phong phú thêm thực đơn của gia đình quý vị nha. Phước Hưng xin chúc quý vị sẽ làm thành công với món ăn này. Chúng tôi rất mong là chương trình Món Ngon Mỗi Ngày sẽ trở thành một người bạn thân thiết để giải đáp được mọi thắc mắc của quý vị có liên quan đến việc bếp núc. Mọi ý kiến của quý vị hãy gửi về cho chúng tôi theo hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto Việt Nam ở số 0838237557. Hay vẫn còn một cách khác là quý vị sẽ truy cập vào trang web của chương trình ở địa chỉ www.mongonmoingay.com hoặc truy tìm từ khóa Món Ngon Mỗi Ngày để đi đến được trang web của chương trình. Còn bây giờ thì đầu bếp Phước Hưng và Hồng Thanh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.